Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Số số miền Bắc Official. Vâng, hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 8 tháng 10 năm 2022. Và lời nói đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với nhân số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 10. Và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo ở hai vị trí đường cầu. Rồi thì đối với vị trường cầu đầu tiên, mình gửi đến đó là vị trí của đường cầu sông Thủ Đô. Và từ đường cầu sông Thủ Đô thì mình sẽ nhận định một số cặp sen hay để cho mọi người tham khảo vào ngày mai. Ở vị trí đường cầu thứ hai là cầu đề. Và từ cầu đề thì mình sẽ khai triển đến dàn đề. Và từ dàn đề thì mình sẽ nhận định đó là vị trí của đề kết để cho mọi người tham khảo vào ngày mai, là chủ nhật của ngày 9 tháng 10 năm 2022. Và tất cả những cái đường cầu và nhân số mình đưa ra thì hoàn toàn là tham khảo, không có chuẩn 100%. Cân nhắc tất cả mọi người trước khi theo dõi video. Ai trùng máu kết thì có thể chơi nhẹ nhàng, trả đá bị hơi. Còn ngược lại, không trùng máu, không kết thì có thể theo dõi video, like video và đăng ký kênh của mình. Thì mình xin cảm ơn tất cả anh em rất chỉ nhiều. Và hơn thế nữa thì mọi người có thể bình luận, comment những cái đường cầu, những cái con số mà cá nhân mọi người cảm thấy đẹp hoặc đàn thông, link video cho tất cả mọi người cùng tham khảo anh em nhé. Và những con số nào được nhận định cho ngày mai thì ngay bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Rồi, và quay trở lại với trước màn ảnh của chúng ta, đây là bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay. Thì trước khi đi phân tích về cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì cũng xin phép tất cả anh em là cái sức khỏe của mình thì cũng chưa được như mọi ngày. Nên là nhiều khi mình nói thì nó cũng sẽ bị vấp, nó sẽ bị không được liền mạch, nên là anh em thông cảm giúp mình. Nhưng mà vẫn sẽ cố gắng luôn luôn là hàng ngày lên cho anh em những cái đường cầu, những cái con số tham khảo qua mỗi ngày được chuẩn và chính xác nhất. Và luôn luôn là mong muốn được những sự ủng hộ tất cả anh em ở đây. Ok, rồi thì trước màn ảnh của chúng ta đây là bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay. Thì giải đặc biệt ngày hôm nay có cho anh em là số 09, đúng không ạ? Nó nằm ở hai chạm, mà chạm 0 và chạm 9. Ba càng thì có cho anh em là số 309 này, cũng như là vị trí của cả bộ số là 94309. Lô nó chiếm nhiều nhất cho ngày hôm nay là con số 93. Nó ra tới 3 nháy, anh em nào lựa chọn được thì quá tuyệt vời rồi. Lô 2 nháy thì có cho anh em là con số kép 55 và con số 42 nhá. Rồi, kép thì cũng xuất hiện thêm là con số kép 33. Đầu lô tô ngày hôm nay thì không có đầu nào bị cầm cả. Đó thì vừa qua mình có điểm lại cho mọi người một chút về những cái chi tiết nổi bật của bảng kết quả. Và đối với bảng kết quả này thì trên kênh ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được chiến thắng rực rỡ ở vị trí đường cầu sông Thủ Lô, vị trí đường cầu xiên 2, đúng không ạ? Và cụ thể là những cái con số nào mà mình đã chốt cho anh em ngày hôm nay để em có thể là quay trở lại với video ngày hôm nay nhá. Ok. Rồi đầu tiên là về vị trí cặp sông Thủ Lô thì mình có đưa cho anh em là vị trí cặp 797. Mình đã chú ý cho anh em ở đây rồi là cực ok, đúng không? Ở ngay cái phân tích đường cầu mình đã nhấn mạnh cho anh em là anh em cực chú ý cho mình cái cặp 797 cho ngày hôm nay. Đó, cực ok. Và anh em đánh khung 2. Thì ngay ở cái khung đầu tiên đó chính là ngày hôm nay là khung 1 thì chúng ta đã chiến thắng rực rỡ rồi. Thứ nhất là cái cặp 797 thì chúng ta chiến thắng được vị trí của con số 79 này. Con số 97 này cũng có luôn. Thứ nhất là trên kênh này. 797 này. Đúng không? Ngày hôm nay trên Zalo chúng ta chiến thắng bình thường, Zalo chúng ta chiến thắng rực rỡ luôn. Đó. Ok. Tiếp tục này, ở vị trí đường cầu xin 2 này, xin 2 thì mình cũng có gửi đến mọi người là hai cặp tựa tương ứng với đưa ra là về vị trí khung 2 là chơi vào ngày mùng 8 và ngày mùng 9. Thì cũng tiếp tục ở ngay khung đầu tiên là ngày hôm nay thì cái cặp 797 kết hợp với vị trí số 58 tạo ra hai cặp xin 2 này thì chúng ta cũng đã chiến thắng rực rỡ cả hai cặp, đúng không? Bởi vì ngày hôm nay và kết quả mở thưởng em thấy đấy, ngày đầu năm nó ra số 58 đó, thì mình có đưa cho anh em hai cặp là 5879 và 5897, chúng ta chiến thắng cả hai luôn nhá, đúng không? Và chúng ta chiến thắng cả hai cặp nhá. Ok. Đó, tiếp tục này. Trên kênh này ăn tiếp này. Xiên 2. Thứ nhất là vị trí 58 và con số 79, đúng không? Vị trí thứ hai là 58, chúng ta kết hợp với con số 97. Ok, anh em nào chiến thắng được những cái vị trí nào thì có thể là bình luận comment xuống bên dưới video. Và ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì nếu mà chúng ta anh em nào mà vẫn đang theo cái đường cầu phân tích về bóng ấy thì nó cũng sẽ đã trả về bình thường. Đây. Ngày hôm nay nếu mà kết hợp nhá, nó trả về bạch thủ đề luôn. 5 ở đây nó trả bóng 0 nhá. Đúng không? 4 ở đây nó trả bóng 9. Đúng chưa? Hai cái vị trí này kết hợp với nhau nó trả về bạch thủ đề là 09 luôn, song thủ đề là 0990. Đúng không ạ? Đó. Thế vậy là anh em phải có chú ý cho bệnh cái đường cầu cũng khá là hay, mình đã chia sẻ cho anh em trong cái thời gian khá là dài và cái tính ổn định thì nó là tuyệt vời rồi. Ok. Rồi. Thì đó cũng là một cái phân tích lại của mình. Thì tiếp tục quay trở lại với những con số dành cho ngày mai. Cái vị trí đường cầu đầu tiên mình chia sẻ cho anh em là về vị trí đường cầu sông Thủ Đô.
Trước khi đi chia sẻ đường cao tốc thủ đô thì mình sẽ nhấn mạnh cho anh em để ý tiếp cho mình. Cặp 7997 về vị trí lô rơi nhá. Lên nhớ là chỉ lô thôi nhá. Xiên thì anh em bỏ qua. Xiên thì anh em bỏ qua cho mình nhá. Đó, anh em để ý cho mình cặp 797 thôi. Được chưa? Đó. Lưu lại cho mình những cái chú ý này. Ok. Tiếp tục những cái cặp song thủ đô mới lên cho ngày mai. Thì cái đường cầu nó là một cái đường cầu của vị trí giữa bộ số giải nhất và bộ số giải năm. Cái vị trí của cái bộ số giải nhất và bộ số giải nhì ý, thì video ngày hôm nay thì mình cũng có đưa cho anh em là cái cặp 9229 đấy, thì nó cũng có về ở đây. Cái đường cầu đây mình có khoanh cho anh em là cái cặp 929, thì ngày hôm nay thì nó cũng có về là con số 92. Và nói chung là quá rực rỡ luôn, anh em đánh ở vị trí nào chúng ta cũng chiến thắng thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích ở vị trí đường cầu Quan Thông. Ở vị trí giải nhất này, ở vị trí giải 5 này. Ở đây chúng ta có con số 5. Đúng không? Ở đây chúng ta tiếp tục là chúng ta có con số 7. Ở bên chúng ta 5 này. 7 này. Ở ta kết hợp với nhau chúng ta có vị trí của 5775 đúng không? Đó. Vị trí của cặp 575. Rồi. Và vị trí cặp số này thì ngày hôm nay thì không có nhá. 57 không có mà 75 không có luôn. Thống kê qua một chút này, 575 thì khoảng một tháng gần đây thì ra là khoảng 10 lượt, rơi tầm 1 phần 3. Thì cũng đây là một cái tỷ lệ khá là ok. Vậy anh em lựa chọn cái cặp số 5775 ngày mai khá là ok nhá. Được chưa? Đấy, chú ý cho anh em này. Đó. Cực ok nhá. Được chưa? Rồi. Rồi anh em đi lại cho mình nhá. Rồi tiếp tục đối với vị trí những cái cặp xiên 2. Thì ở vị trí xiên 2 này thì xiên 2 thì mình sẽ đưa ra cho anh em hai cặp thôi. Anh em vào tiếp cho mình cái con số 58. Đâu đó mình vẫn đang nhìn cái vị trí con số 58 nó sẽ rơi cho ngày mai. Đó, tiếp tục 58 kết hợp cho mình con số 57. Sợ chưa? 58 kết hợp cho mình con số 75. Đó, cặp xiên 2 bá đạo luôn đúng không? Ok. Vậy khung 1 thôi nhá. Đó, anh em lấy cho mình khung 1 thôi. Nhưng là cặp xiên 2 mình đưa ra cho anh em cũng khá là bất ngờ. Đúng không ạ? 57, 58 và 57. Mình xin lỗi là 57, 58 và 58, 75. Đó. Rồi, thì đó là những một số cặp xiên 2. Tiếp tục ở vị trí đường cầu giải đặc biệt. Thì trước khi đi phân tích về vị trí đường cầu giải đặc biệt ấy, thì mình xin phép giới thiệu anh em đôi chút về Zalo nhé. Và trên Zalo ngày hôm nay chúng ta cũng chiến thắng rực rỡ là về vị trí của cặp 7997. Thì anh em nào mà nhắn tin qua Zalo cho mình thì cũng sẽ biết rồi. Mình chốt cho anh em là cặp song thủ đô 5775 và xiên 2 thì cũng có cặp đó chính là 58 và con số 79. Chúng ta cũng chiến thắng được một cặp xiên 2 thôi. Đó, thì có sao thì mình nói vậy. Nói chung là anh em nào tin thì vẫn cứ tin, còn anh em nào không tin thì vẫn cứ là không tin, đúng không ạ? Mình không phải mất cái thời gian giải thích với anh em nhiều làm gì. Đó, cái mục đích của mình là giới thiệu với anh em Zalo để những ai mà anh em nào đang xa bờ, đang loạn số, đang chưa có những cách chơi hợp lý thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình. Thì kênh của mình thì chỉ có một số Zalo duy nhất là 0379 419 207. Đó thì hàng ngày mình sẽ chốt cho anh em là cặp song thủ lô kết hợp với vị trí của xiên 2, xiên 3 kết hợp cho anh em với vị trí của dàn đề cũng như vị trí của ba càng. Đó. Thấy chưa? Anh em nào mà chưa biết cách chơi thì mình cũng sẽ tư vấn cho anh em cái cách vào tiền luôn. Anh em nào mà đang theo trên Zalo của mình mà được theo dõi được cái video này mà chiến thắng được thì anh em hãy để lại cho mình cái bình luận ở bên dưới video nhá. Đó. Rồi, thì anh em nào mà ok, thiện chí tin tưởng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo. Đảm bảo cho anh em là mình đã khi đã liên hệ đến Zalo của mình rồi ấy, thì mình sẽ hỗ trợ tất cả anh em và bằng một cách an toàn nhất. Đó, cứ không bất kỳ một ai cả. Và tất cả anh em thì mình đều chốt số giống nhau nhá. Ok. Rồi thì tiếp tục sau đây thì anh em cùng mình quay trở lại bảng kết quả, mình sẽ đi phân tích về vị trí đường cầu giải đặc biệt. Thì ở vị trí đường cầu giải đặc biệt ấy thì gửi đến anh em là cái đường cầu bóng thôi. Nói chung là cái đường cầu quay trở lại rồi chúng ta tiếp tục lựa chọn. Ở vị trí này chúng ta sẽ phân tích về bóng của đầu, bóng của đuôi trước. Đầu với chúng ta có 5 nó trả bóng 0 nhá, 9 trả bóng 4 này, 0 trả bóng 5 này và 6 trả bóng 1. Khá là dày. Đây là về vị trí đầu đề. Đối với chữ đuôi đề này. Đuôi ngày hôm nay dạng dày luôn này, đuôi 1 trả 6 này, 4 trả 9, 9 loại luôn. 9 ra quá dày mình không bắt nữa nhá. Thật sự ngày hôm nay nó ra con số 09 cũng khá là bất ngờ luôn đấy.
Bởi vì video ngày hôm nay mình cũng đã loại đi con số 9 rồi đấy. Nó vẫn về được thì cũng là chịu luôn. Đây. 9 nó trả 4 này và 8 trả 3. Đây về vị trí đuôi. Ngày mai tiếp tục ra vị trí chạm 9 nữa thì đúng là chịu luôn. Rồi bây giờ chúng ta kết hợp giữa đầu và đuôi thì mình sẽ viết cho anh em cái dàn đề bên này nhá. Anh em nào chơi đề anh em lưu lại cho mình này. Không trước thì sẽ có cặp 060, cặp 040 và cặp 030. Con số 4 thì chúng ta sẽ có cặp 464, chúng ta có kép 44 và con số 434. Con số 5 thì chúng ta có 565. Chúng ta có 545 và con số cặp 535. Tiếp tục con số cuối là con số 1, chúng ta có 161. Được chưa? Chúng ta có 141, chúng ta có 131. Đó, thì dàn đề chỉ có dừng lại cho anh em ở vị trí này thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 số nhá. Đó, nói chung là dao động từ dàn từ 20 cho đến 25 số thì anh em chơi riêng đề thì không quá nhiều đâu. Rồi, thì đâu đó thì mình sẽ đưa ra cho anh em những cái cặp số kết. Thì mình cũng đang quan tâm đến cái vị trí của đề chạm 4 thì không biết là anh em có quan tâm đến cho mình không. Anh em chú ý nhé. Đề chạm 4 nhá. À, không biết anh em nào trùng với cái ý nghĩ của mình hay không. Đề kết ở đây thì anh em có cho mình là về vị trí của cặp 404 này. Tiếp tục này. Vị trí của cặp 434 này. Cặp 414 nữa này. Đây, mình đưa cho anh em ba cặp số này. Rồi. Và trên đây cũng là toàn bộ những cái con số mà mình chốt để cho mọi người tham khảo về ngày mai là chủ nhật, còn ngày mùng 9 tháng 10 năm 2022. Và chúc mọi người ngày cuối tuần sẽ chiến thắng rực rỡ anh em nhé. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin hẹn mọi người ở buổi tối ngày mai.